Rồi, thầy chào các em học sinh nha. Các em có khỏe không? Rồi, chúng ta bước vào học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút. Đây là các cái thông tin của thầy để các em tiện liên lạc trong quá trình học. Các em quan sát. Các em có thể ghi nhận lại. Rồi chúng ta phần thứ hai là phần yêu cầu của bộ môn. Ở bộ môn thể dục thì chúng ta có một số cái yêu cầu các em chú ý để thực hiện cho đúng. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép giáo viên. Học sinh phải mặc đồng phục đúng quy định khi đi học giờ thể dục. Ở đây là khi mà chúng ta quay trở lại trường đó, chúng ta học thực hành thì chúng ta phải mặc đồ đồng phục thể dục. Còn ở nhà chúng ta học trực tuyến thì chúng ta có thể lên màn hình, chúng ta cũng phải mặc gọn gàng, phải mặc áo nha, không có được ở trần. Khi học trực tuyến thì chúng ta sẽ bật camera lên để thầy quan sát, đồng thời các em tắt cái micro đi để tránh, để không có làm ồn. Tại vì các em bật micro các em nói chuyện thì nó sẽ ồn, thầy không có giảng bài được. Rồi chúng ta cũng không trao đổi, nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học. Khi có ý kiến, các em sẽ giơ tay phát biểu và chúng ta sẽ hoàn thành bài tập gửi cho giáo viên. Cuối buổi thì thầy có một cái bài tập cho về nhà, các em tìm hiểu và chúng ta sẽ nộp lại khi thầy yêu cầu. Do chúng ta học trực tuyến cho nên chúng ta phải làm bài tập. Đầu tiên chúng ta sẽ nói thể dục thể thao là gì. Thể dục thể thao là hoạt động thể chất nói chung, cả trong nhà và ngoài trời có nhiều bộ môn bài tập. Mục đích là tăng cường hoạt động cơ thể, kích thích hoạt động các nhóm cơ và cả những bộ phận cơ quan bên trong cơ thể. Nhiều người nói được cái từ thể dục thể thao thì các em cho thầy biết thể dục thể thao là gì, mình trả lời được không? Đây là câu trả lời nhé. Ở chương trình thể dục lớp chính thì chúng ta có những cái nội dung sau. Thứ nhất là một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền và tiết ngày hôm nay chúng ta học. Thứ hai là bài thể dục liên hoàn lớp chính gồm có 45 nhịp nam và nữ riêng. Tiếp theo là nội dung chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, đá cầu và thể thao tự chọn. Thể thao tự chọn thì chúng ta có bóng rổ và cầu lông. Thì trong một năm học thì chúng ta sẽ thực hiện hai cái nội dung này hoặc là thực hiện một cái nội dung cũng được. Chúng ta đi vào bài thứ nhất. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về khái niệm sức bền là gì. Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động, tập luyện thể dục thể thao trong một thời gian dài. Khi mà cơ thể chúng ta có sức bền rồi thì chúng ta ngồi học hoặc là chúng ta làm một cái việc gì đó hoặc là tập luyện một cái môn thể dục thể thao nào đó trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ ít mệt mỏi. Rồi thầy giải thích như vậy thì dễ hiểu ha. Sức bền chúng ta có hai loại sức bền. Thứ nhất là sức bền chung và sức bền chuyên môn. Chúng ta sẽ đi vào phân tích từng loại. Thứ nhất, sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện những công việc nói chung trong một thời gian dài. Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động hay bài tập thể thao nào đó trong một thời gian dài. Ví dụ như các em chơi năng khiếu một cái môn thể thao nào đó và chúng ta tập luyện thường xuyên liên tục ngày này qua ngày nọ, đó là sức bền chuyên môn.
chúng ta đi vào một số phương pháp và hình thức tập luyện sức bền. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về một số phương pháp tập luyện. Chúng ta sẽ tập luyện phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Tập luyện từ nhẹ đến nặng. Tập luyện thường xuyên từ 3 đến 4 lần một tuần. Và không dừng lại đột ngột khi về đích. Ở đây thì chúng ta hiểu là khi chúng ta vận động hoặc là chúng ta chạy nhanh, chạy bền sau khi kết thúc về đích thì chúng ta không nên dừng lại đột ngột, mà chúng ta sẽ giảm tốc độ lại, sau đó chúng ta đi bộ để cơ thể chúng ta hồi phục. Chúng ta sẽ tập chạy, rèn luyện bước chạy, rồi thở khi chạy, rồi cách vượt chướng ngại vật và hồi tỉnh sau chạy. Thứ hai là một số hình thức tập luyện. Các em có thể tập luyện sức bền bằng trò chơi vận động. Trò chơi này có thể là lên tiết học mà thực hành thì các em có thể được giáo viên hướng dẫn chơi một số trò chơi. Tập sức bền mà đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên. Chúng ta có thể đi bộ hoặc là chạy trên địa hình tự nhiên. Các em thấy là sáng sớm chúng ta đi học, nhìn bên công viên trước trường đó, có nhiều cô chú bác mỗi buổi sáng thì ra công viên để đi bộ hoặc là chạy xung quanh cái khu vực trường. Chúng ta cũng có thể tập sức bền mà các môn thể thao có tác dụng rèn luyện sức bền. Ví dụ là môn gì các em có thể trả lời được không? Chúng ta cũng có thể tập luyện cá nhân hoặc hay nhóm. Ở phần chú ý, các em chú ý là chúng ta cần tập luyện thường xuyên nhé, để duy trì sức khỏe. Nếu em tập được một lần sau đó nghỉ một tháng như vậy thì chúng ta không có duy trì được sức khỏe của mình nha, và chúng ta không có sức bền. Và chúng ta cũng không nên tập quá sức. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em một số bài tập tại chỗ. Do tình hình dịch bệnh cho nên các em không có ra đường được, thì ở nhà chúng ta có thể là tập tại chỗ. Thứ nhất là nâng cao đùi. Thứ hai là chạy tại chỗ. Thứ ba là chúng ta có thể chống đẩy, mà kêu là hít đất đó. Và thứ tư là nếu nhà có dây thì chúng ta sẽ đẩy dây tại chỗ. Đây là những cái bài tập đơn giản nhất mà các em ở nhà có thể thực hiện được. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài đầu tiên. Ở phần kết thúc này chúng ta sẽ củng cố lại trọng tâm của bài học hôm nay là gì. Trọng tâm của ngày hôm nay là chúng ta tập các phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Về tinh thần và thái độ của em học sinh ngày hôm nay thì do ngày đầu tiên thì các em gặp lại thầy cô bạn bè thì các em cũng còn chưa nghiêm túc lắm nha. Đề nghị tiết sau chúng ta sẽ nghiêm túc hơn. Có một số bài tập cần làm ở nhà để khi thầy yêu cầu nộp bài để chấm điểm, lấy điểm thì các em phải hoàn thành. Đây là phần câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, sức bền là gì? Hồi nãy thầy đã hướng dẫn các em rồi, khái niệm sức bền. Thứ hai, sức bền chung là gì? Các em trả lời được không? Thứ ba, sức bền chuyên môn. Rồi, các câu hỏi này rất là dễ nha. Chúng ta có ngồi học thì chúng ta sẽ trả lời được hết. Và thầy cũng có một cái đáp án cho các em quan sát nha. Phần đáp án các em quan sát trên màn hình.
Đó là phần đáp án. Rồi, bài học đã kết thúc. Chúc các em học sinh nhiều sức khỏe nha. Thầy cố gắng nói ngắn gọn. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau. Bây giờ chúng ta sẽ xem một đoạn video clip chạy cự ly 5.000m chung kết Olympic Tokyo năm 2021. Các em quan